quay mà lại em mà quay vào mọi người vẫn nhận được đấy. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2021, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón một đoàn khách hàng có địa chỉ tại Hạ Long, Quảng Ninh về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để lựa chọn một chiếc âm ly Magintop MA6800. Vâng, sản phẩm thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã đóng gói tại đây và vận chuyển lên xe cho khách hàng. Anh vào kênh. Vâng, những vị khách hàng thân không, em không quay. Vâng, sản phẩm thì khách hàng cũng đã ra xe và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn đây rồi. Thì clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đoàn khách hàng có địa chỉ tại Hạ Long, Quảng Ninh. Các anh cũng là những vị khách hàng thân quen với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Bên cửa hàng cung cấp những sản phẩm thì trong không gian của các anh cũng đã có những sản phẩm hot được khách hàng chốt đơn rồi. Thì vậy clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng làm clip thông báo đăng lên kênh để quý vị và các bạn biết là bên cửa hàng có những sản phẩm gì đã có chủ và những sản phẩm gì hiện còn bên cửa hàng. Vâng, và clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo quý khách hàng đang được nhìn thấy một chiếc đồng hồ Oakley siêu khủng cập đến bên cửa hàng đây ạ. Vâng, vậy khách hàng cũng ra về với những sản phẩm mà các bác cũng đã lựa chọn bên cửa hàng rồi. Vậy cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng sẽ kết thúc video tại đây để đăng tải lên kênh cho quý vị và các bạn biết là chiếc âm ly Magintop MA6800 cũng đã được đoàn khách hàng có địa chỉ tại Hạ Long, Quảng Ninh chốt đơn. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.